Vâng ạ, hôm nay thì em gái mới hoàn thiện xong hai tác phẩm bình tùng dáng bonsai được làm trên chất liệu gỗ lu nghiến. Và những anh chị em nhà mình quan tâm hay là đang muốn sở hữu một tác phẩm bình tùng thì các bác nhà mình hãy cùng em gái để theo dõi hết video này nhé. Thì tác phẩm đầu tiên mà em gái muốn mang đến cho anh chị em nhà mình đây ạ, đó là một bình tùng với một cái dáng bonsai có chiều cao là 93, ngang là 83 và chiều sâu của sản phẩm là 42. Và với cái tác phẩm bình tùng này thì anh chị em nhà mình thấy ở trên đây đó những cái tán tùng ạ, được thợ bên em đục tỉa rất là kênh bong, đan tầng tầng lớp lớp lên nhau các bác nhà mình nhá. Và những cái tán tùng đây cũng được thợ tỉa rất là kỹ luôn ạ. Và đặc biệt thì với cái tác phẩm này thì ở dưới đây thì bên em còn bo đó là một cái bình hay là gọi là một cái chum ạ. Và xung quanh cái phần chum này thì được bao phủ bởi những cái đường lu nghiến cũng rất là độc đáo. Và với cái tác phẩm này thì không chỉ là một chum phú quý mà bên cạnh đó thì đấy, người thợ còn đục thêm những củ sâm hay là những bông hoa ở phần đế này để cho cái tác phẩm được độc đáo hơn. Và với cái tác phẩm bình tùng thì các chị em nhà mình biết là khi mà trưng trong không gian nhà thì sẽ mang lại ý nghĩa phong thủy rất là tốt cho gia chủ mình. Và hình ảnh cây tùng thì các chị em nhà mình thấy đó là một hình ảnh cây tùng cổ thụ đúng không ạ? Với chí khí kiên cường và có sức sống rất là mãnh liệt, và chính vì thế thì với giá thế bình tùng cũng được rất là nhiều anh chị em mình quan tâm. Và với cái tác phẩm mã số 1 này, những anh chị em nhà mình có không gian rộng và lớn thì các bác thì mình hãy cùng em gái để tham khảo mã số 1 nhé. Một tác phẩm có chiều cao cũng tương đối là to đấy ạ. Và tiếp theo thì sang tác phẩm mã số 2 thì với cái giá này thì anh chị em nhà mình có không gian nhỏ xinh thì các bác nhà mình kê rất là hợp. Đặc biệt là anh chị em nhà mình có thể kê ở không gian làm việc ạ, hay là không gian phòng khách, hay là những cái không gian phòng trà. Và với cái tác phẩm mã số 2 này thì cao là 64, ngang là 66 và sâu là 31. Và với cái tác phẩm này thì cũng được thợ bên em đục tỉa rất là kỹ. Các bác có thể nhìn thấy từng tán tùng đây đang xen vào nhau các bác nhìn nhá, tầng tầng lớp lớp, và những cái tán tùng này đây được thợ tỉa rất là kỹ ạ. Và các bác có thể nhìn thấy ạ, những được thợ làm cái đường nét rất là rõ ràng. Và với cái dòng lu nghiến này thì các chị em thì mình thấy là cũng là một trong những cái dòng gỗ mà rắn chắc và được rất là nhiều anh chị em thì mình quan tâm, không chỉ là về cái màu sắc của cái dòng gỗ này mà bên cạnh đó thì những cái đường lu đấy ạ, những cái đường lu chân chó này cũng được rất là nhiều anh chị em thì mình thích. Và khi mà BU lên rồi với cái dòng lu nghiến này thì bên em là BU bóng M70 đấy ạ. Bóng 70 thì các chị em nhìn vào thì như là một tác phẩm được tạo khắc từ những cái phôi đá các chị nhá. Và với cái sản phẩm này thì đây ạ, bên cạnh đây thì bên em còn đục thêm đó là một cụ thiền thư với ý nghĩa trong phong thủy, đó là chiêu tài hút lộc, mà kết hợp với bình tùng nữa thì sẽ lại mang lại một ý nghĩa phong thủy rất là tốt cho gia chủ mình đấy ạ. Và mã số 2 này thì anh chị em ở nhà mình mà không gian nhỏ thì cũng có thể tham khảo nhé. Và ngày hôm nay đây thì đồ gỗ Phạm Kính cũng đã giới thiệu đến tất cả các anh chị em nhà mình hai tác phẩm bình tùng tùng với kích thước khác nhau để anh chị em mình có thể tham khảo và lựa chọn. Nếu mà quan tâm thì bác nhà mình hãy kết nhanh tay kết bạn qua số Zalo của em gái, đó là 0338528529 hoặc 0866789910 thì em gái sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em mình có thể được tham khảo rõ nét hơn nhé. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị em mình trong những video tiếp theo ạ.